Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với KD Channel. Và trong video ngày hôm nay sẽ là tiền vệ Marcos Llorente, mùa giải 2 Totti. Marcos Llorente có thể được xem như là cú đích của Tây Ban Nha trong game khi anh có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí khác nhau. Khả năng lên công về thủ của tiền vệ người Tây Ban Nha là khá tốt, nhưng phần nào đó thì anh có phần ham công hơn một chút. Vì thế mà nếu xếp anh chơi vị trí tiền vệ trung tâm thì anh em cần để anh đá cặp với một cầu thủ chuyên về thủ hơn để bổ trợ thêm. Kỹ năng phòng ngự của tiền vệ đang thuộc biên chế câu lạc bộ Atletico Madrid đã có được sự nâng cấp thêm so với phiên bản Hamilton S. Anh đeo bám khá khó chịu, khả năng tắt bóng của Llorente là hết sức ổn áp với tỷ lệ chiến thắng cao. Bên cạnh đó, dù dáng người trong game có phần mảnh khảnh, nhưng khả năng tì đè của tiền vệ người Tây Ban Nha cũng nằm ở mức khá. Anh tương đối lì đòn và đủ sức tranh chấp với phần lớn các cầu thủ hiện nay, nhưng ngoại trừ các cầu thủ quốc dân, anh sẽ có phần thua thiệt đôi chút. Về mặt tốc độ, so với phiên bản 21S thì chỉ số có phần giảm nhẹ, nhưng thực tế trong game thì không có sự khác biệt nhiều. Llorente vẫn có những pha lướt đi khá nhanh, đủ để cho anh có thể thoát ra khỏi sự rơi bám của đối phương. Về kỹ năng rê dắt, mùa này anh bị giảm còn 3 sao skill, nhưng nếu các anh em xếp anh chơi ở vị trí CM đổ xuống thì đó cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Llorente vẫn rất ổn cho những pha rê dắt bẻ hướng thông thường, nhưng cảm giác thiếu đi một chút độ dẻo. Sút xa sẽ là vũ khí lợi hại của Llorente. Anh có thể sút xa tốt bằng cả hai chân, bằng đê chéo góc hay dứt đê đều được. Vì thế mà nếu có khoảng trống, anh em hãy đừng ngần ngại để Llorente có thể kết liễu đối thủ bằng những cú vung chân từ xa. Lực bóng đôi khi không quá mạnh, nhưng độ hiểm luôn là có thừa. Sau sút xa thì những cú dứt điểm trong vòng cấm của Llorente sẽ kém hơn một chút, nằm ở mức khá. Khi ở vị trí này, thường đòi hỏi các cầu thủ phải xử lý nhanh dưới áp lực của hậu vệ, và khi đó thì độ ổn định trong những cú dứt điểm của Llorente có phần bị giảm đi. Ngoài những điều trên thì Llorente cũng sở hữu một kỹ năng chuyền bóng tốt. Nó chưa thể tiệm cận với những con hàng tốc đầu của game, nhưng là quá đủ cho anh em đang lát ở giữa sân. Trong đó thì mình khá ưng với những đường chọc khe xuyên tuyến của Llorente. Nó vẫn đảm bảo được độ chính xác, nhưng quan trọng hơn cả là tính bất ngờ, vì đối thủ thường ít khi đề phòng những đường chuyền dài kiểu như vậy. Tổng kết lại, Llorente mùa giải 22 Totti có tốc độ khá nhanh, rơi dắt bóng ổn, tranh chấp khá khỏe và lì đòn, chuyền chọt tốt, sút xa rất tốt, còn dứt điểm trong vòng cấm kém hơn một chút, và kỹ năng phòng ngự khá tốt nhưng cần được bổ trợ thêm từ một con hàng chuyên thủ hơn.
Tổng quan thì mùa giải này nhỉnh hơn so với phiên bản 21S về nhiều mặt. Và trên đây là bài review của mình về Marcos Llorente mùa giải 2T. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.